Giữa tuần này, Cúp châu Âu sẽ trở lại với những cuộc đối đầu cực kỳ căng thẳng tại vòng Knockout Champions League và Europa League. Trong đó không thể không nhắc đến màn chạm trán giữa hai câu lạc bộ được quan tâm nhất lục địa già vào lúc này là Barcelona và Manchester United. Tuy cả hai chỉ gặp nhau tại đấu trường Europa League, nhưng danh tiếng và sức hút của cuộc đối đầu này chưa bao giờ suy giảm. Đặc biệt hơn khi cả Blaugrana cùng Quỷ Đỏ đều đang tiến bộ rõ rệt tại mùa giải này. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại mối lương duyên giữa hai câu lạc bộ và những lần đụng độ nảy lửa tại Cúp châu Âu giữa Barcelona và Manchester United. Trong lịch sử, có lẽ Barcelona chính là đại diện Tây Ban Nha mà Manchester United chạm trán nhiều nhất ở đấu trường châu Âu. Tổng cộng hai đội đã đụng độ nhau 13 lần, trong đó có 10 trận đấu tại Champions League và 3 tại đấu trường UEFA Cup, tiền thân của Europa League ngày nay. Đội bóng xứ Catalan là đội chiếm ưu thế với 6 chiến thắng, trong khi Quỷ Đỏ chỉ có 3, còn lại là 4 trận hòa. Lần đầu tiên mà hai câu lạc bộ gặp nhau là vào ngày 7 tháng 3 năm 1984, đó là trận tứ kết lượt đi UEFA Cup trên sân vận động Camp Nou. Khi đó đoàn quân của Cesare Menotti đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành thắng lợi với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Juan Carlos Rosso và bàn phản lưới nhà của Rami Hock. Tuy vậy, trong trận lượt về sau đó 2 tuần, đội chủ sân Old Trafford đã thi đấu vô cùng xuất sắc và có màn lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng. Cú đúp của huyền thoại Brian Robson cùng pha lập công của Frank Stapleton đã mang về thắng lợi 3-0 cho Manchester United, qua đó đánh bại Barca và ghi tên mình vào trận bán kết với tổng tỷ số 3-2. Màn chạm trán còn lại tại đấu trường UEFA Cup diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 1991. Đó là trận chung kết trên sân vận động của câu lạc bộ Feyenoord Rotterdam Hà Lan. Quỷ Đỏ khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson đã xuất sắc đánh bại đoàn quân của thánh Johan Cruyff với tỷ số 2-1. Cú đúp của tiền đạo Mark Hughes đã giúp Manchester United vươn lên dẫn 2-0 sau 74 phút thi đấu. Dù cho Ronald Koeman đã kịp thời rút ngắn tỷ số phút 79, nhưng trước đó là chưa đủ để giúp Barcelona lật đổ thế cờ và đành ngậm ngùi nhìn đại diện xứ sương mù đăng quang trước vô địch. Đó là tất cả những gì diễn ra tại đấu trường UEFA Cup. Trong 10 lần chạm trán còn lại giữa hai câu lạc bộ đều diễn ra ở Champions League. Mối duyên nợ giữa Sir Alex và Johan Cruyff tiếp tục là lá thăm may rủi khi đưa hai đội vào bảng A tại Cúp C1 mùa giải 1994-1995. Ở trận lượt đi trên sân vận động Old Trafford, cả hai đội đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Mark Hughes đưa Quỷ Đỏ vượt lên dẫn trước ở phút 19, trước khi Romario cùng Jose Mari Baquero đưa đại diện xứ đấu bò lật ngược tình thế khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu được 5 phút. Và cuối cùng, Lee Saf là người chốt hạ trận đấu với cú dứt điểm bằng chân phải cân bằng tỷ số 2 đều. Sau đó gần một tháng, trong trận lượt về tại Camp Nou, Barcelona đã hủy diệt Manchester United 4 bàn không gỡ, đồng thời khẳng định sức mạnh của mình với cú đúp của Haristo Stoichkov cùng hai bàn thắng của Romario và Albert Ferrer. Thắng lợi này cũng gián tiếp loại Quỷ Đỏ ngay tại vòng bảng khi có cùng 8 điểm với Barcelona nhưng thua kém về hiệu số bàn thắng. Trong mùa giải lịch sử 1998-1999, với cú ăn 3 thần thánh của đội chủ sân Old Trafford, họ cũng đã nằm chung bảng với câu lạc bộ xứ Catalan tại đấu trường Champions League. Ở trận lượt đi trên sân nhà, các học trò của Sir Alex đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể đánh bại Barcelona khi Luis Enrique đã thực hiện phạt đền thành công ở phút 70, cân bằng tỷ số 3 đều. Trận lượt về tại Camp Nou tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn và được xem là trận đấu hay bậc nhất ở mùa giải năm ấy. Rivaldo với cái chân trái ma thuật của mình đã giúp đoàn quân của Luis Van Gaal giữ lại một điểm trên sân nhà và khép lại trận đấu với tỷ số giống như lượt đi. Tuy vậy, đại diện xứ sở đấu bò đã bị loại khỏi vòng bảng năm ấy khi kém 2 điểm so với chính Manchester United. Kể từ thời điểm mà hai đội không còn chạm trán nhau ở Cúp châu Âu cho đến tận năm 2008, thời kỳ đầu của hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Khi ấy Barcelona và Manchester United đã tạo nên một trận bán kết cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Sau khi hòa nhau không đều tại Camp Nou, Quỷ Đỏ đã có được thắng lợi sít sao với tỷ số 1-0 bằng một cú nã đại bác tuyệt đẹp của hoàng tử tóc vàng Posco. Và cũng trong năm đó, thầy trò Sir Alex Ferguson đã lên ngôi tại Champions League sau loạt luân lưu cân não với Chelsea dưới trời mưa tầm tã đêm hôm ấy tại Moscow. Nhưng đây lại là lần gần nhất mà Manchester United hưởng niềm vui chiến thắng trước Barcelona. Đoàn quân bất khả chiến bại dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đã đánh bại Quỷ Đỏ trong hai trận chung kết Champions League vào các năm 2009 và 2011. Trong đó, cú ăn 6 lịch sử năm 2009 vẫn là thành tích vô tiền khoáng hậu mà các đội bóng Tây Ban Nha có thể làm được. Hình ảnh Sir Alex Ferguson nắm chặt tay bất lực trước lối đá của Blaugrana đã chứng minh rõ nét nhất cho sức mạnh mà Barca đã thể hiện trước đội bóng nước Anh. Manchester United bắt đầu lao dốc không phanh sau khi vị cha già nghỉ hưu.
trong khi đại diện xứ Catalan vẫn tiếp tục là ông lớn của bóng đá châu Âu nhiều năm sau với đầu tàu mang tên Lionel Messi. Mãi đến năm 2019, khi Quỷ Đỏ bất ngờ tiến vào tứ kết Champions League sau màn lội ngược dòng không tưởng trước Paris Saint-Germain, lá thăm may rủi đã đưa họ chạm trán với Barcelona. Tuy vậy, đội hình non trẻ và thiếu kinh nghiệm của Ole Gunnar Solskjaer đã chẳng thể nào tạo nên bất ngờ trước ông lớn hàng đầu của xứ đấu bò. Thất bại với tổng tỷ số 4-0 đã nói lên sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội vào thời điểm đó. Và cuối cùng, sau 4 năm với rất nhiều thăng trầm, cả hai câu lạc bộ đã từng chạm đáy của thất vọng, giờ đang hồi sinh mạnh mẽ và họ cũng sẽ chạm trán nhau tại vòng playoff Europa League. Tuy không phải là đấu trường danh giá nhất châu Âu, nhưng đây sẽ là bàn đạp tuyệt vời để cả Barcelona lẫn Manchester United tìm lại vị thế vốn có của mình. Cả hai sẽ chứng minh mình tiến bộ như thế nào trong thời gian qua và hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Và biết đâu, Erik ten Hag cùng Xavi Hernandez sẽ tạo thành một cặp đối đầu mới của bóng đá thế giới, như những gì mà Sir Alex đã từng chạm trán với Johan Cruyff và Pep Guardiola trước đây. Liệu đội bóng nào sẽ có lợi thế ở trận lượt đi tại Spotify Camp Nou? Hãy cùng chờ đợi trận đấu đầy hấp dẫn này vào rạng sáng thứ 6 tới theo giờ Việt Nam.